Xin được kính chào và cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em, một kênh chuyên chia sẻ về những cây dược liệu. Trong video này cô bác đã nhận ra em muốn chia sẻ cây gì chưa? Đây chính là cây nhót. Cây nhót cô bác ạ, cây nhót có thể được sử dụng để làm chữa bệnh. Không riêng gì là lấy quả để ăn đâu mà còn được sử dụng để chữa bệnh. Những bài thuốc rất hay đến từ cây nhót sẽ được em chia sẻ ở trong video này. Đây, nhót thì thường được sử dụng để ăn vặt này, nấu nước chua. Ngoài ra ấy, trong y học cổ truyền, nhót còn được sử dụng để điều trị viêm khớp này, tiêu chảy này, ho ra máu này, rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ. Những cái công dụng mà chúng ta vẫn còn xa lạ hoặc là chưa tận dụng được cái bài thuốc này. Hôm nay trong video này em sẽ giới thiệu. Quả nhót thì có thể là ăn khi còn xanh hoặc là chín đỏ ấy. Cho nên là đây, cái cây này thì bây giờ không phải là mùa ra hoa ra quả của nó. Bộ phận để sử dụng lá, hoa, quả và rễ của nhót đều được ứng dụng để làm dược liệu điều trị bệnh. Quả nhót thu hái khi chín, quả đỏ hoặc là xanh tùy theo nhu cầu sử dụng. Thế còn lá và rễ của nó có thể được thu hái quanh năm. Sau khi mà thu hái thì sẽ được rửa sạch này, thái đoạn ngắn này, có thể dùng tươi hoặc là phơi khô đều được. Cái gốc này thì là khá to rồi đây. Bảo quản dược liệu. Quả nhót thì có thể dùng để dùng tươi hoặc là dùng tươi ăn luôn ngay sau khi mà thu hái đấy. Thế còn đối với rễ, thân nhót thì sau khi sơ chế thì cần bảo quản ở những cái nơi khô thoáng, tránh độ ẩm và nhiều mối mọt, tránh nấm mốc. Theo y học cổ truyền ấy thì nhót này có vị chua này, hơi chát, tính bình, sẽ quy về kinh phế đại tràng. Có tác dụng dược lý, theo cái nghiên cứu của y học hiện đại thì sẽ giúp là kháng khuẩn gram âm và gram dương này, kháng cái trực khuẩn lỵ như là Shigella, chống viêm cấp và mãn tính, hỗ trợ cái sự co bóp của tử cung. Còn theo y học cổ truyền thì quả nhót thường dùng để trị ho này, tiêu đờm này, trị hen suyễn này. Lá nhót thì có vị chát, thường dùng để trị ho, bình suyễn, giảm sốt, điều trị phong hàn. Còn rễ của nó, rễ nhót ấy thì có tác dụng giảm đau, cầm máu, thường được sử dụng dưới dạng thuốc sắc, dùng độc vị hoặc là kết hợp với một số cái loại thuốc khác. Cái cây nhót này khá là to. Liều dùng, lá nhót có thể dùng tươi hoặc là phơi khô này, có thể xắt thành nước hoặc là chế biến thành bột. Liều lượng khuyến cáo là 6 đến 10 gram mỗi ngày. Thế còn rễ nhót thì thường được nấu thành nước, dùng tắm hoặc là thoa ngoài da, liều lượng khuyến cáo là 6 đến 12 gram mỗi lần. Còn quả của nó thì dùng để ăn tươi và liều khuyến cáo là khoảng 5 đến 7 quả tươi hoặc là phơi khô. Sau đây là sẽ một số cái bài thuốc sử dụng cái dược liệu nhót. Bài thuốc thứ nhất là để trị tiêu chảy kiết tị mãn tính nhé. Cô bác có thể tham khảo này, chúng ta sử dụng 5 đến 7 quả nhót xắt thành nước và uống, hoặc là dùng 40g rễ nhót xắt với 20g rễ mơ dùng uống trong ngày. Những cái người mà bị mãn tính rồi thì hoàn toàn có thể áp dụng cái bài thuốc này. Bài thuốc thứ hai là chữa thổ huyết, đau bụng, nuốt vướng, có thể dùng 30g rễ nhót này, xắt thành nước uống trong ngày. Cái rễ của nó đây. Để chữa ho khạc ra máu, hen suyễn, chúng ta sẽ dùng 30g lá nhót khô, 5 lá bồng bồng đã lau sạch, thái nhỏ, cắt thành thuốc, dùng uống. Bài thuốc hen suyễn thì khá là nhiều người ở vùng cao áp dụng. Để trị mụn nhọt thì chúng ta sẽ sử dụng một lượng vừa đủ rễ này, nấu thành nước và dùng tắm. Để chữa ho hoặc là nôn ra máu, chảy máu cam ấy, chúng ta sẽ dùng 16g rễ nhót, sao đen, xắt thành thuốc, mỗi ngày uống một thang.
Ngoài ra thì có thể phối hợp với cỏ nhọn nồi này, trắc bách diệp này, ngải diệp này, liều lượng bằng nhau. Tất cả các cái vị thuốc đem đi sao đen này, sắc thành thuốc, chia thành 3 lần uống trong ngày và uống trước bữa ăn chính khoảng 1 giờ. Mỗi ngày uống một thang và cần kiêng các cái loại thức ăn cay. Để chữa kinh nguyệt không đều, chúng ta sử dụng 30-60g rễ nhót sắc thành nước, dùng uống ở ngay cái bữa chính. Để trị viêm xoang chúng ta có thể sử dụng hoa hồ đồi tử và búp cây đa long đấy, mỗi vị phân lượng bằng nhau tán nhỏ, mỗi lần dùng 8g pha với rượu nhạt để sử dụng ngày 2 lần. Còn để trị rắn cắn ong đốt ấy, chúng ta có thể sử dụng một nắm lá hồ đồi tử tươi này, rửa sạch này, giã nát, dùng nước cốt uống với rượu, kết hợp đắp và đắp cái bã vào vết thương. Để điều trị bệnh chàm, chúng ta có thể dùng một nắm cái rễ nhót này sắc thành nước, chờ nước ấm thì dùng để ngâm hoa vào cái vùng da bị tổn thương, sau đó thì dùng khăn khô này lau sạch vùng da bị bệnh. Có một số cái lưu ý khi mà sử dụng cái dược liệu nhót này cô bác. Thứ nhất là phụ nữ có thai thì không sử dụng lá và rễ của nó, bởi vì các cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có tác dụng là co bóp tử cung. Thứ hai là quả nhót không phù hợp với trẻ em dưới 1 tuổi. Ngoài ra thì trẻ em cũng nên hạn chế sử dụng nhót. Thứ ba là những cái người bệnh nhân táo bón kết hợp với tiêu chảy đầy hơi chướng bụng thì cũng không nên ăn cái quả này. Thứ tư là những bệnh nhân bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày thì không nên ăn quả nhót. Thứ năm là khi sử dụng thì cần cẩn trọng nhầm lẫn với lại nhót tây này, là cái cây thường mọc hoang ở nhiều vùng. Cái đây là cái cây nhót, ta nhót được trồng ở vườn nhà. Đây cô bác. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của em về cái công dụng của cây nhót, lá nhót sẽ giúp được một số cô bác trong cái việc điều trị bệnh. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.